mọi người sẽ nhìn hình, nhìn cái váy cưới và mọi người đoán ra xem là cái váy cưới này ai đang mặc. Đây là song jun gì đấy đúng không? Ok, câu trả lời của anh Thác Hưng là anh không biết là song gì, anh chỉ biết cặp song 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 hay kyo. Ok, song hay kyo. Anh Kawai, anh cũng thế. Ok, Đức Phúc sao em? Em nghĩ đây là hình như là chị Nhã Phương. Đây mọi người nhìn kỹ nha mọi người. Đúng không? Và đây chính là đáp án. Đúng rồi. Và chính xác đó chính là chị Nhã Phương. Tại hôm đấy em nhớ em có đi đám cưới, em nhìn cái background đằng sau. Nhờ. Mình không nhớ ra. Ok, tiếp theo nha mọi người. Đây. Ai giờ? Đây cho các bạn khán giả xem luôn. Anh chả đi đám cưới. Chị Hòa. Thật đấy. 2. 3. Câu trả lời của Đức Phúc là Hòa Minh Di. Không, không ạ. Ôi, người kiểu dáng cao cao. Nhưng mà nhìn này là ở Việt Nam. Bây giờ phải liên quan tới em. Chắc chắn là những cô dâu này đã liên quan tới em. Chị Khởi My à? Chị Khởi... Câu trả lời của em là chị Khởi My đúng không? Còn đúng anh Hưng với cả anh Kawai. Chịu. Chịu thua. Khó. Một khó trắng. Ok rồi. Chị Khởi My đúng không? Và đáp án của chúng ta đó chính là chị Harry Won. Đây mọi người, đó chính là chị Harry Won đúng rồi. Tiếp theo nha. Khó đấy. Ô, lạ lắm. Em có đi cái đám cưới nào có trông trống như này chưa? Em chưa. Mọi người có 3 giây nữa. 1, 2, 3. Và đáp án là... Anh có đoán đại như vậy. Em đoán là một nhân vật nữ trong showbiz. Wow, một câu hỏi, một câu trả lời rất là tinh tế và thông minh mọi người ơi. Ok, vậy là bỏ phiếu trắng đúng không ạ? Tất cả mọi người. Và đó chính là chị Hương Giang. Chị đâu có cười? Cười đâu? Hình concept. Concept cô dâu. Hình concept cưới. Concept cưới. Rồi. Rồi. Tiếp theo nha. Cơ mỗi lần... Em biết rồi. Anh. Cho anh các bài đoán. Cho anh Hương đoán luôn. Giây nữa. Cho anh Hương đoán luôn. 2. 3. Đáp án của anh là Hà Minh Di và của em cũng là Hà Minh Di. Vâng, và đó chính là Hà Minh Di thật mọi người. Yeah. Thì Hà đang mặc áo dài mà. Cũng là đồ cưới mà em. Thế à? Nó nhìn giống đồ cưới em. Cuối cùng em mọi cuối người. Cùng đấy chứ. Cuối đây. Đây. Đông Nhi, chị Đông Nhi. Đông Nhi, đúng rồi, chị Đông Nhi. Chị Nhi, tại vì là có cái hình mờ nó. Mờ đằng sau kìa. Đúng mọi người, đó là chị Đông Nhi. Okay. Woo. Cái này thế kỷ.